Chào em học sinh thân mến. Đợt trước là thầy đã ra cái clip Casio nguyên hàm và tích phân phần 1 và cũng được rất là nhiều các bạn ủng hộ. Thì nhờ cái động lực đó thì hôm nay thầy quyết định ra thêm một clip phần 2, sẽ nói về những cái dạng bài tập mà nó ở mức độ nâng cao hơn so với phần 1, và có thể sử dụng được bằng máy tính Casio ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài đầu tiên, dạng tìm hệ số tự do K. Ở cái bài này rất là đơn giản, mình chỉ cần việc chuyển cái trừ 2e qua, và khi đó mình bấm cái tích phân để cho đó cộng với 2e thì mình sẽ ra kết quả. Đây là gợi ý của thầy. Ok, gợi ý của thầy đây. Thế là mình sẽ bấm tích phân này là cộng 2e. Bây giờ chúng ta bấm nha. Rồi chúng ta nhập cái tích phân vào như thầy đang nhập đây. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cộng với 2e, 2 alpha. Nếu mình ra được một trong kết quả dưới này thì đó là đáp án. À, vậy ra 10. Vậy đáp án của câu đầu tiên là câu A. Rất là đơn giản đúng không nào? Chỉ việc chuyển qua và tìm ra cái K. Ok. Đáp án A là đáp án chính xác. Tiếp theo là dạng hàm số ngược. Ở đây là nếu mà bình thường người ta bắt mình tính cái tích phân thì nó dễ rồi, nhưng bây giờ người ta bắt tính một cái biểu thức bên trong cái dấu log lê be kia. Mình làm sao? Cách làm đơn giản thôi, hãy coi gợi ý nhé. À, về A chính là bằng e mũ cái tích phân. Thì chẳng qua tích phân giả sử mình tích phân là một kết quả nào đó đúng không, thì log lê be của A bằng tích phân đó. Vậy suy ra A sẽ bằng e mũ này. Rồi chúng ta bấm máy ha. Rồi các em nhập vào như thầy đây, nhập vào như thầy ha. Đó. Ok. Rồi ấn bằng. Đây, kết quả ra đồng 3, vậy đáp án A là nó chính xác. Đơn giản ha. Tiếp theo bài thứ ba. Bài thứ ba là dạng tìm mối liên hệ giữa hai tích phân. Mối liên hệ đây có thể là y cộng j bằng cái gì đó, nhưng mà như bài này chính xác mối liên hệ đó là so sánh giữa hai tích phân thì đúng hơn đúng không nào. Thì ở bài này mình sẽ có cách làm sau, là mình sẽ bấm hai tích phân nó trừ nhau đó. Mình bấm hai tích phân nó trừ nhau, nếu mà kết quả lớn hơn không thì y sẽ lớn hơn j, nếu kết quả nhỏ hơn không thì y sẽ nhỏ hơn j, kết quả bằng không thì y bằng j. Nếu mà trường hợp là lớn hơn không thì mình phải test thêm trường hợp là y dưới lớn hơn một hay không, thì mình sẽ lấy một số một trong hai tích phân mình bấm riêng ấy, thì mình sẽ ra được bấm tích phân j thôi. Nếu mà là lớn hơn một thì sẽ là câu D. Ok, bây giờ mình sẽ bấm bấm cái này. Em lấy máy tính bấm giống thầy nhé. Rồi các em sẽ lập vào như thầy đây. Mình nhập tích phân căn x và nhập tích phân tiếp theo là cos 2x. Các em lưu ý là ở đây mình có hàm cos và cái đơn vị mình phải để là radian, hay đơn vị radian nhé, nhìn trên hình này nhé. Rồi mình ấn bằng. Vậy thì kết quả đang ra là dương. Nếu mà dương thì y đang lớn hơn j đúng không? Bây giờ mình kiểm tra coi tích phân thứ hai có lớn hơn một hay không. Nếu mà lớn hơn một thì mình chọn câu D. Ok. Giờ mình đang muốn ra ngoài, thầy xóa cái tích phân đầu đi. Còn nếu nó không lớn hơn một thì mình sẽ chọn câu gì? Câu B. Ồ, vậy là tích phân thứ hai không lớn hơn một, vậy là câu D đang sai và mình chỉ còn là câu gì thôi? Câu B thôi. Vậy đáp án là câu B. Ok. Rồi ta qua tiếp theo bài thứ mấy thì không nhớ đó, nhưng mà trong một bài nào đó. Dạng tìm hệ số tự do. Cái bài này các em lưu ý là cái này nó có dấu ngoặc, dấu ngoặc ở chỗ này, tức là k bình nhân với tất cả 5 trừ x mũ 3, có dấu ngoặc đây nhá, thì không có chuyện như vậy nó là bị mất dấu ngoặc. File PDF nó làm mất file mở dấu ngoặc của file Word này là do lỗi người đánh máy rồi. Cái đề này là thầy lấy của thầy Bùi gì Vương, thầy quên tên, thầy Vương. Và
Các em thì sau khi mà coi xong clip này, thầy sẽ cho các cái link bài tập của thầy Vương, và các em sẽ làm theo cái bài tập đó, cũng áp dụng được những cái này ha, hầu như nó dùng hết rồi. Ở cái bài này coi gợi ý nhé, thầy có ghi gợi ý đây này. Bài này mình thầy sẽ bấm câu D trước đấy. Tại vì bây giờ suy luận như vậy này, câu A, câu B, câu C ấy, thì câu B, câu C nếu mà có là cộng trừ 2 thì nó cũng giống câu A đúng nào. Vậy thì mình không tội gì mình bấm câu B, câu C cả, mình bấm câu D. Nếu câu D sai, nếu câu D mà sai thì chọn câu A, tại vì cộng trừ 2 thế báo ca bình nó giống nhau. Mình lấy câu D đúng, chọn câu D đó, xong phải bấm một phát, mỗi phát câu D là ra rồi. Ok rồi, các em nhập giống thầy, tích phân từ 2 cho tới 5 và 2 năm cái này, và ấn bằng. Đáp án nó không ra giống như trừ 549. Vậy câu D sai, câu D sai thì hiển nhiên là câu A đúng, là câu A đúng ha. Ok, các em có thể ở nhà các em thử coi là thấy 2 với trừ 2 vô đúng không, nhưng chắc chắn là đúng, không có gì cả. Rồi tiếp theo nhé, dạng tìm tích phân khác biệt, tức là dạng là người ta bảo là tìm một tích phân nó khác với các tích phân còn lại. Thì ở cái bài này đơn giản thôi, mình sẽ lấy tích phân của câu A mình trừ cho câu B đúng không, và nếu mà mình thấy nó giống á thì mình lấy tiếp câu A đó trừ câu C. Giả sử nó giống thì ABC giống nhau, vậy câu D sai, câu D là câu tích phân khác còn lại. Mà giả sử như A trừ C mà không giống, được không? Giả sử là A trừ C mà không giống thì C sai. Tại vì AB đã giống nhau rồi, trong bài này nhất định là phải có ít nhất là 3 cái giống nhau. Đấy, nên là 2 cái giống nhau thì nó sẽ nằm trong 3 cái giống nhau đó. Nên là nếu mà AC mà không giống thì là câu C. Và ngược lại, nếu mà trường hợp đầu tiên mà nếu AB mà nó sai luôn thì mình sẽ lấy A trừ C. Đó, nếu A trừ C mà sai luôn thì mình chọn câu A. A sẽ khác cả 2B và C. Nói chung là khác hai cái thì coi như là sai luôn, được không? Rồi ok, bây giờ thầy sẽ cho coi cái hint, là cái gợi ý, thầy dùng từ tiếng Anh thì đây, gợi ý của mình đây. K bằng 1, cho K bằng 1 đó nha. Thì mình tính hai cái này, tính hai cái hiệu này. Nếu mà cả hai hiệu này đều khác thì chọn câu A. Nếu mà cả hai hiệu này giống, chọn câu D. Ok, nói chung là ý tưởng ấy vậy, mình sẽ đọc ý tưởng. Rồi các em nhập giống thầy đây, nhập cái tích phân đập cái này, đó, nhập chỗ này này ha, nhập vô, đó, nhập vô thì mình ấn nút bằng. Vậy kết quả đang khác không này, chứng tỏ là tích phân này và tích phân A, tích phân B khác nhau. Bây giờ mình kiểm tra tích phân A, tích phân C có khác nhau không, thì mình sẽ đổi tích phân C thôi. C mình là từ 0 đến 2/3 là 2 chia 3. E ngũ 3x và có số 3 đằng trước E, tại vì K bằng 1 nhé. Nó mình đổi lại vậy. Vậy A cũng khác C, vậy đáp án là câu A. Không phải nói nhiều. A mà khác hai cái thì nó là câu A thôi. Ok, đáp án câu A. Tiếp theo là bài số mấy đây, không nhớ nữa. Em nhớ cho thầy nhé. Thầy chịu. Rồi câu trong đây là câu 92. Giá trị ở tích phân Y. Bài này mình làm bình thường cũng được, nhưng mà mình lấy cái này xong mình trừ từ đáp án, nhưng mà như vậy lâu lắm nha. Thì thầy có một cái cách hay hơn, em coi thử. Mình giả sử như là y là bằng cái đầu tiên này, thì khi đó 2y cộng p sẽ bằng 4. Vậy thì thay vì mình bấm từng cái trừ ra đáp án thì mình sẽ bấm là 2y cộng p. Thì ở đây mình có hai cái đáp án mà có liên quan 2y cộng p là đáp án A, đáp án D. Nếu 2y cộng p ra 4 thì là A, còn nếu 2y cộng p ra 5 thì là gì? Là D. Đó. Còn giả sử mình muốn test thằng BC thì mình sẽ lấy là 3y cộng p, thì mình đổi này số 3 thôi. Vậy đầu tiên mình sẽ nhập cái tích phân y vào trong một cái biến A gọi là shift vector A đó. Rồi mình đã nhập xong
tích phân y, và giờ mình sẽ ship return a, tức là mình lưu ở bên a hơi bị lâu đâu, bài nó tính lại lâu quá. Rồi vậy là mình đã được tích phân y ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ nhập giống như trong bài, hai tích phân y là a cộng với lại pi, ship pi. Ôi giời ơi, ra 4, và 4 chính là câu A. Vậy đáp án đúng là câu A. Ok, giả sử ra 5 sẽ là câu D nhé. Còn không ra gì thì mình sẽ thử tiếp B và C. Nhưng mà rất là may mắn ra câu A. Cái đề thầy làm hơi dở chỗ là nó rất là nhiều câu A. Thì hy vọng bài 8 đây không phải câu A nữa. Rồi, tiếp theo là bài số 8, cũng khá giống như bài vừa rồi. Nhưng mà nếu mà mình bấm theo kiểu là trừ từng đáp án thì cũng rất là lâu. Vậy thì mình sẽ coi gợi ý của thầy. Thì giả sử như y là tích phân của câu A. Vậy khi đó 2y nhân quy đồng này, 2y trừ cho pi nhân mấy căn 2. Đúng không? Thì phải bằng 2 căn 2 thì mới đúng. Tức là mình chuyển vế qua. Vậy mình sẽ bấm. Rồi sau khi mình nhập cái tích phân này xong thì mình sẽ ship và restore A. Vậy thì tích phân của mình đã được lưu vô biến A. Biến A đây, tích phân này lưu biến A. Vậy thì mình thay vì mình ghi 2y, mình sẽ ghi là 2a, 2 alpha A trừ cho căn 2 của pi. Và kết quả ra là trừ 11,71. Chắc chắn không phải 2 căn 2. Vậy đáp án A đã bị loại. Đáp án B là trừ 2 căn 2. Trừ 2 căn 2, căn 2 1,4 à. Trừ 2 căn 2 thì cỡ tầm cùng nắm là tới, không bao giờ tới, chưa tới 3 nữa. Chưa tới 3 nữa, trừ 3 nữa, thành ra là không, nên là không phải. Đáp án của mình đang là trừ 1,71. Vậy thì rõ ràng là đáp án A, B bị loại. Đáp án C thì mình không phải là, này có dấu trừ đây này. Thì khi mà chuyển qua cái này phải là dấu gì? Dấu cộng thầy, đúng không? Vậy thì mình sẽ ghi lại cái này là dấu cộng. Rồi ok, vậy là nó sẽ là 2a cộng căn 2pi, để coi nó có ra là trừ 2 căn 2 hay là ra 2 căn 2 không. Ồ, đáp án là chính là trừ 2 căn 2 này. Trừ 2 căn 2 đáp án C, còn nếu mà ra 2 căn 2 thì đáp án D. Vậy đáp án của mình sẽ đáp án C. Ok, các em nhớ được những cái con số rất là đặc biệt như là căn 2 là 1,41 con 2 đó, thì nhân 2 sẽ 2,8. Nhớ những con số đó nha. Tại vì những con số rất là hay gặp. Không nhớ là coi như là trắc nghiệm không nhanh được. Rồi, tiếp theo là câu 130. Câu 130 trong cái đề thôi, đề của thầy Vương. Cho số thức A thỏa mãn điều này khi đó A có giá trị bằng A. Cái bài này thầy làm cho một lần rồi. Thì không có hint, bài này không có hint nha. Thì cách làm đơn giản, nhập cái tích phân thôi. Giờ em nhập giống thầy, tích phân từ trừ 1, A vẫn ghi là A của cái này, và mình nhớ mình chuyển cái E bình này qua. Nếu kết quả ra trừ 1, nếu những cái A ở dưới này thế vô mà kết quả ra trừ 1 thì đáp án đó sẽ đúng. Còn ngược lại sẽ không phải đáp án. Thì mình sẽ ấn câu tại X thì cứ cho thoải mái, X thì nó không ảnh hưởng. A giờ mình sẽ chọn là câu A là 1. Đã câu A luôn rồi, buồn quá, rất là nhanh, hên quá. Do cái đề của thầy Vương ấy, toàn câu A không à. Ok, vậy là câu A ha. Rồi, bài thứ 26 là nó có hai ẩn lận. Thì cách làm của bài này đơn giản thôi. Mình nhớ là bài này nó cho vậy thì mình hiểu là AB là số hữu tỉ, số nguyên thì càng tốt. Vậy thì mình sẽ coi cái hint của thầy đây. Hint là gợi ý nhá. Thứ nhất là A cộng B căn 2 chính là bằng cái tích phân này. Vậy là chính bằng tích phân mà mình tính bằng máy tính ra. Thì mình sẽ ra được một phương trình. Phương trình thứ hai là A cộng B bằng một trong những tổng dưới này. Ok, rồi giờ mình sẽ làm nhá. Giờ các em nhập cái tích phân này vào, và mình sẽ ship return A, tức là mình lưu cái tích phân để cho này vào biến A. Ok, 0,42 gì đó. Bây giờ mình nhập hệ phương trình. Giải hệ phương trình ra AB, giải bập nhập y chang này này, với y là A nhá. Ấn mark.
equation hệ phương trình hai ẩn đây rồi. Hệ số tiếp theo là 1. Hệ số tiếp theo là căn 2. Hệ số tiếp theo đó là a. Mình mới nhập vô đó. 1. 1 và nhập cái tổng của a với cộng b, giả sử như câu a đúng đi thì mình nhập ra 6 phần gì? 6/5, nếu nó ra được là số hữu tỉ thì mình sẽ lấy. Rồi không phải số hữu tỉ ha, số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Vậy là câu a sai. Là mình sẽ nhập tiếp 3/10. 3/10. Ồ, ra a bằng 0 và b bằng 3/10, vậy câu b đúng. Ok. Rồi, đây có thể là bài cuối cùng ở đây ha. Bài cuối cùng. Ở cái bài này mình bấm bình thường nó ra số rất là xấu và mình không thể là mình có thể bấm bằng cách là mình lấy cái này trừ cho từng đáp án, nhưng mà như vậy dở lắm. Thì thầy có một cách hay hơn. Đây. Giả sử y bằng 1/100. Thế giả sử y là bằng cái câu a đó. Thì đó mình nhân 900y, 900y sẽ cộng 1 sẽ bằng 200. Đúng không nào? Chuyển trừ 1 qua luôn. Khi đó mình lấy log cơ số 2 của 900y cộng 1 thì phải bằng 100. Vậy có nghĩa là nếu mà mình lấy log cơ số 2 của 900y cộng 1 mà ra 100 thì câu a đúng, ra 101 câu b đúng. Ra 99 thì câu c đúng, và ra 98 là câu d đúng. Ok. Giờ mình có máy tính thử. Móc 1. Giờ các em nhập tích phân như vậy và shift restore a. Tích phân này nó tính rất là lâu. Rồi sau khi mình tính xong cái tích phân thì mình sẽ bấm là log logarit cơ số 2 của 900y cộng 1. Log cơ số 2 900 alpha y alpha a đúng không? Cộng 1, nếu ra 100 lấy đáp án này. 100. Lấy đáp án a. Ok, vậy là thầy đã trình bày cho các em hết tất cả cái 10 bài về cái dạng nâng cao hơn cái clip 1. Chúc các em làm tích phân ngày càng nhanh. Hiển nhiên là không phải lúc nào cũng dựa vào trắc nghiệm bằng Casio, nên nhớ là còn phải cả tự luận nữa. Có rất là nhiều bài người ta đang định hướng là dìm Casio, nên các em lưu ý là mình phải học các chắc cả tự luận. Đấy, có thể là Casio chỉ được khoảng một nửa thôi, không thể nào mà quá bán. Em lưu ý ha. Rồi, xin chào các em.